Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Diễn viên Gia Bảo tìm xuống Cần Thơ trao tận tay 19 triệu cho bé gấu bị ép ăn 10 cây kẹo. Như đã thông tin trước đó, diễn viên Nư Gia Bảo đã xuống Cần Thơ tìm gặp và trao tận tay số tiền gần 19 triệu đồng cho bé gấu bị ép ăn 10 cây kẹo từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Nư Hoàng Gia Bảo khá bức xúc khi xem đoạn clip hai thanh niên cố tình ép một bé gấu bán kẹo ăn liền 10 cây kẹo mút trong 10 phút. Nếu hoàn thành sẽ trả tiền kẹo, ngược lại không trả. Hình ảnh bé gấu ngồi ăn liền 10 cây kẹo đến phát khóc khiến cộng đồng mạng xót xa. Sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính bé gấu tội nghiệp này. Được biết, em gái này ở Cần Thơ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên để đi bán kẹo mỗi đêm để mưu sinh. Gia Bảo rất bức xúc trước vụ việc và hứa sẽ tìm tận đến nhà bé gấu để giúp đỡ. Chia sẻ từ trái tim sẽ đến trái tim. Kính thưa cả nhà, những ngày qua chắc mọi người cũng biết chuyện cô bé bán kẹo mặc đồ gấu tại Cần Thơ bị khách mua và ép ăn 10 cây kẹo trong 11 phút, nếu không sẽ không trả tiền. Nhìn clip cô bé ăn đến bật khóc, thật sự trái tim Bảo đau xót, vân vân. Bằng nhiều cách, Bảo đã tìm được số phone và đã liên lạc nói chuyện với bé, biết được hoàn cảnh bé rất khó khăn và mấy ngày nay vẫn đi bán bình thường dù bị người ta làm phiền, buôn bán khó khăn hơn. Nếu ai có muốn tặng quà cho bé Phương thì Bảo sẽ chuyển giùm nha. Bảo chuyển giúp cả quà lẫn tiền. Tất cả sẽ công khai trên Facebook. Giữ đúng lời hứa, Lư Hoàng Gia Bảo đã đích thân xuống Cần Thơ gặp tận mặt bé gấu. Hành động này của nam diễn viên nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ, ủng hộ như Hoa hậu Khánh Vân, Hồ Việt Trung, Huỳnh Đông, Lê Trang. Với bản thân diễn viên Gia Bảo, anh cũng cảm thấy rất vui trước hành động ý nghĩa này của mình. Lư Hoàng Gia Bảo cũng thông báo đã trao tận tiền số tiền gần 19 triệu đồng cho bé gấu. Không những thế, anh còn dẫn cả gia đình bé gấu đi ăn một bữa. Gia Bảo còn phụ bé Phương bán 102 cây kẹo cùng bé Phương và gia đình. Em đi ăn một bữa ăn thân mật. Gia Bảo còn mua giúp đồng nghiệp bé gấu một số kẹo để các em không phải phân bì ganh tị nhau. Gia Bảo viết trên trang cá nhân, hôm trước đi bán với bé Phương được 102 cây kẹo, giúp bé Phương bán được thì các bé gấu khác sẽ bán chậm vân vân, nên quyết định mua ủng hộ 4 bé gấu còn lại, mỗi người 5 cây kẹo nhân 4 gấu là 20 cây kẹo, để các em không buồn vì mình xuất hiện làm các em bị ảnh hưởng. Và cũng để sau này bé Phương vẫn bán vui vẻ cùng các bạn, vui cả nàng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.